Hôm 4 tháng 4, chương trình Ride in Style, phong thái xe sang lần đầu tiên tại Việt Nam đã được công ty kinh doanh lớp xe Rickston Việt Nam phối hợp tổ chức cùng bệnh viện ô tô tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút sự quan tâm của gần 40 xe sang thuộc các nhãn hiệu như BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Lexus, Porsche. Đến với chương trình, các chuyên gia của Rickston Việt Nam và Rickston Nhật Bản đã tư vấn cho khách hàng cách chọn lớp phù hợp cho từng dòng xe sang. Các đơn vị như bệnh viện ô tô, BMW, 3M Việt Nam, Bosch Việt Nam, Liberty Việt Nam, Shell Việt Nam đã hỗ trợ các chuyên viên cấp cao nhằm kiểm tra bảo dưỡng thay nhớt miễn phí cho xe của khách hàng. Rickston Việt Nam đánh giá những năm gần đây, nhu cầu sở hữu xe sang cũng như đòi hỏi về các dịch vụ cao cấp đi kèm của khách hàng trong nước ngày một cao. Trong những năm gần đây thì nhu cầu sử dụng xe cũng như những yêu cầu về dịch vụ chăm sóc xe càng ngày càng cao. Thì nhằm đáp ứng nhu cầu đó, từ năm 2012, công ty Rickston Việt Nam đã phát triển mô hình hệ thống trung tâm dịch vụ B-Select và B-Shop trên khắp cả nước. Và đến năm 2014, chúng tôi đã phát triển hơn 20 trung tâm dịch vụ trên khắp cả nước. Và khi đến với các trung tâm này thì các khách hàng có thể được đáp ứng tất cả các nhu cầu cao cấp nhất từ các kỹ thuật viên, máy móc và những trang thiết bị chuyên nghiệp và hoàn toàn có thể yên tâm với những chất lượng cao cấp tại các trung tâm này. Trong lần đầu tiên tổ chức, điểm nhấn của Drive in Style lần này là sự tham gia tư vấn của diễn giả Amy Simington, người từng tham gia nhiều dự án chia sẻ phong thái với ban thư ký Nhà Trắng của Mỹ. Tại đây, bà đã có những chia sẻ về các chuẩn mực giao tế, lễ nghi cơ bản trong ẩm thực, dự tiệc và sử dụng ô tô. Sự kiện cũng có sự góp mặt của ca sĩ Tóc Tiên và diễn viên Kim Lý, chia sẻ những xu hướng thời trang mới nhất tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm sử dụng ô tô.